Khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 5, hàng xóm nghe tiếng la thất thanh từ căn phòng trọ. Khi nhìn vào bên trong thì thấy hai vợ chồng nằm trên vũng máu, người vợ tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường DX106 thuộc phường Hiệp An. Nạn nhân Phạm Thị Huệ, 28 tuổi, quê Cần Thơ, người chồng là Trần Ngọc Vui, 31 tuổi, quê Kiên Giang, cũng bị thương nặng, hiện đang được điều trị. Do căn phòng trọ được khóa từ bên trong nên phải phá cửa, đưa người đi cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao nghi là hung khí. Theo các nhân chứng, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng có xảy ra cãi vã do người chồng nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng. Hai vợ chồng hiện có một người con gái nhỏ. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Thank you.